Mọi người đã tự hỏi mình mua nhiều bóc đĩa như vậy thì xem bằng cái gì chưa? Thì đây sẽ là video mình review về cái đầu đĩa mà mình đã mua nhé. Nhà mình thì lâu rồi không dùng đầu đĩa. Cái đầu đĩa này của nhà mình thì cũng phải hơn 10 năm rồi. Và bây giờ nó cũng không còn dùng được nữa. Thì đây chính là cái đầu mà mình dùng để coi đĩa. Tuy nó nhỏ như này thôi nhưng mà nó có thể đọc được đầu đĩa lên đến 4K UHD đó mọi người ạ. Đây là một chiếc đầu đĩa của hãng Logitech. Logitech không phải Logitech nha mọi người nhé. Logitech không phải Logitech. Thì cái hãng của cái đầu đĩa này là một hãng đến từ Nhật Bản. Và ban đầu mình tưởng nó là của Logitech, bỏ chữ H đi thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu nó là Logitech mọi người ạ. Còn về thông số của đầu đĩa này như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng sang trang của hãng nhé mọi người nhé. Đó thì đây là trang của hãng. Nếu mọi người có muốn tìm hiểu về chiếc đầu đĩa này thì mình sẽ ghim cái link này ở phía dưới phần mô tả để mọi người có thể nhấp vào đấy và mọi người xem một cách kỹ càng hơn nhé. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có 3 màu cả mọi người ạ, trắng, đỏ và đen. Với cái đầu đĩa này thì mọi người hoàn toàn có thể đọc được đĩa DVD này, Blu-ray này, CD thì mình có kiểu cũ quá rồi ấy, chắc bây giờ chả ai dùng CD đâu mọi người ạ. Với chất lượng là 4K, có HDR mọi người nhá. HDR 10.000 nit nhưng mà đại khái nó kiểu rất là sgoi ấy mọi người. Còn về phần độ dày và cũng như là trọng lượng thì mọi người có thể nhìn ở đây là 14mm về độ dày và 230g về trọng lượng của nó thôi. Cực kỳ nhẹ. Kết nối là kết nối USB 3.2 Gen 1 mọi người nhá. Đó chính là USB 3.0 đấy. Có khe khóa này và đọc được đĩa lên tới 100GB và chính là đĩa 3 lớp nha mọi người nhá. Và có khả năng ghi đè, kiểu như là ghi đĩa lại mọi người. Và cuối cùng là kết nối với Mac cực kỳ dễ nha mọi người nhá. Chỉ cần có đầu chuyển đổi thôi mọi người ạ. Vì cũng một phần là nó dành cho laptop các thứ ấy thì mọi người có thể thấy được cái trọng lượng của nó cực kỳ nhẹ thì mọi người có thể mang theo bên mình lúc bất cứ lúc nào. Mang theo cái đầu này nhưng mà mọi người sẽ phải mang theo đĩa để mà coi phim các thứ hay là nghe nhạc đấy. Thì máy cũng cho kèm mọi người một sợi dây cáp như thế này. Ban đầu mình cứ tưởng là nó dùng cái cổng này làm nguồn mà mình không tìm thấy cái dây của nó. Thế nhưng mà mọi người chỉ cần dùng cái dây cáp này của nó thôi là đã đủ rồi mọi người ạ. Vừa cấp nguồn cho máy và cũng như là kết nối với máy tính luôn. Đó, như mọi người cũng có thể thấy điểm yếu của việc chạy đầu đĩa gắn với laptop là mọi người sẽ cần phải có một cái phần mềm để đọc được đĩa mọi người ạ. Chứ mọi người không thể làm mà cắm đĩa lên và mọi người coi được luôn. Đó, mọi người sẽ cần một cái phần mềm. Ví dụ như ở đây thì mình đang dùng là Power DVD nha mọi người nhé. Và một cái điểm nữa là khi mà đĩa mọi người mới nhét vào ấy thì đương nhiên là nó sẽ mất thời gian để nó đọc. Cho nên là cái đoạn đầu nó sẽ hơi lắc một tí mọi người nhé. Nhưng mà có một cái đặc quyền mà mọi người sẽ không bao giờ xem được và cũng như là không bao giờ biết được ở hiểu mọi người xem lậu ấy, không bao giờ có hoặc là xem các trên kể cả có bản quyền đi em nữa cũng không bao giờ bằng được cái việc mọi người có đĩa Blu-ray mọi người ạ. Và xem mọi người có cái menu ở đây mọi người ạ. Đó, mọi người có thể sử dụng này. Đó, mọi người có thể thấy này, âm thanh này, các thứ này, tiếng Nhật này có bật hay không đó, sub beat tiếng Nhật này, nó cực kỳ là xịn sò luôn đấy mọi người ạ. À, đây là 12 chương của cái đĩa này của mình. Cùng cảnh phim đây mọi người đây. Mọi người sẽ đánh giá chất lượng màu các thứ nhá mọi người nhá.
Mình nghĩ là mọi người cũng đã tìm ra được cái câu trả lời cho mình là bên nào xem nó sẽ có chất lượng cao hơn rồi đúng không? Ok không mọi người? Và một cái điểm nữa đó chính là cái đầu đĩa này, khi mọi người mới nhét đĩa vào nó sẽ hơi ồn một tí, nhưng mà nếu trong quá trình mọi người coi ấy, thì nó sẽ gần như là không ồn lắm mọi người ạ. Nó chỉ hơi hơi thôi, nhưng mà nó vẫn sẽ giữ được cái độ yên tĩnh cho mọi người coi trong quá trình mọi người coi phim nhé. Còn về nhiệt độ thì như thế nào? Thì mình đã từng xem hết bộ Jaws lên trên chiếc đầu đĩa này và hiện tượng nóng á, hoàn toàn là không có luôn á mọi người, nó hầu như là không nóng lên bất cứ một độ nào, nó vẫn còn mát luôn đấy mọi người ạ. Với chiếc đầu đĩa này thì ban đầu mình còn hơi nghi ngờ, thế nhưng mà sau một thời gian mình dùng rồi, mình trải nghiệm rồi thì mình thấy nó lại ngon mọi người ạ. Ban đầu thì mình có xem con Pioneer cơ, con đấy đâu đó khoảng tầm 250 đô, 150 đô đến 250 đô mọi người ạ. Nó thực sự là một cái giá quá cao. Nếu mọi người mua với cái giá đấy thì ở Việt Nam mình hoàn toàn có một chiếc đầu đĩa cắm thẳng vào tivi mà mọi người có thể coi luôn, đó chính là chiếc Sony X700 đang được bán ở Việt Nam với giá là 5 triệu 990 nghìn. Sony X700 nhá. Tóm cái váy lại thì mình nghĩ đây là một cái đầu đĩa cực kỳ là chất lượng, ngon và rẻ. Còn bổ hay không thì mình không biết, tại vì từ khi có cái đầu này mình coi phim cực kỳ nhiều mọi người ạ, gần như là tối nào cũng coi. Và chỉ có như vậy thôi. Nếu mọi người thấy video hay, hãy cho mình xin một like và một sub nhé. Dạo này video flop quá mọi người ạ. Thôi, chắc là giờ mình đi cái phim đây.